everyone, today I will introduce you Unit 11 Traveling Around Vietnam Lesson Right. Đầu tiên là cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái từ vựng vocabulary. Nào, adventure là chuyến phiêu lưu, mạo hiểm. Paddle là đạp nước, tay chèo. Canoe là cái chiếc thuyền cano đó các bạn. Hire là thuê. Rescue là giải cứu, cứu nguy. Clean over là cúi, ngã người xuống. Overturn là lật úp lại. Now first, you read the first part of a story about traveling around Vietnam. Now let's read. Now you open page 105. Now let's read. Last week, while on vacation in Da Lat, the Browns had quite an adventure. One afternoon, they decided to paddle around Sung Hương Lake in a canoe. After hiring the canoe, the family clambered and paddled out to the middle of the lake. Unfortunately, dark clouds soon appeared and it began to rain. Bài tập số 1 này người ta yêu cầu các bạn sẽ viết tiếp tục cái nội dung của cái câu chuyện lúc nãy mình mới vừa đọc ha. Put the sentence below in the correct order to complete the story. Nào, như vậy người ta cho mình có tất cả là 7 câu ha, 7 câu. Các bạn sẽ đọc 7 câu này và sắp xếp theo thứ tự nhất định xem coi chi tiết nào sẽ xảy ra tiếp theo với câu chuyện đó. Câu A, the canoe moved up and down the water. B, a boat appeared and rescued them. C, the wind started to blow and the rain began heavier. D, she cleaned over and tried to pick it up. E, the family was very lucky. F, the canoe overturned and everyone fell into the deep and dangerous water. G, Shannon dropped her paddle. Rồi, bây giờ các bạn sẽ suy nghĩ và các bạn sẽ đặt nó theo một thứ tự. Ha, sắp xếp theo thứ tự từ 1 cho tới 7 cho cô nhé. Và đây là đáp án của cô. Các bạn có sắp xếp có giống như đáp án của cô không nào? Cô sắp xếp chọn như thế này. Ha, number 1 cô chọn C. Number 2 cô chọn A. Number 3 cô chọn G. Number 4 cô chọn D. 5 là F. 6 là B và 7 là E. Các bạn có chọn giống hay không? Các bạn check lại giùm cô nhé. Sau khi các bạn chọn nếu mà giống cô rồi thì các bạn chịu khó viết theo thứ tự từ 1 cho đến 7 vào tập cái phần câu chuyện này tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sẽ có cái bài tập số 2 như sau. Put the event below in the correct order and write the story. Start with the sentence below. Bài tập số 2 này người ta yêu cầu các bạn sẽ nhìn vào 8 bức tranh, bên dưới 8 bức tranh sẽ có những từ để các bạn sắp xếp lại thành một cái câu hoàn chỉnh dưới bức tranh. Sau đó, khi các bạn sắp xếp câu hoàn chỉnh rồi thì các bạn sẽ đặt những bức tranh này theo vị trí nhất định đúng, theo từng cái nội dung. Và cái nội dung tiếp theo sẽ bắt đầu từ cái câu Uyên had a day to remember last week. Do you understand? Câu của chúng ta, câu mở đầu sẽ là Uyên had a day to remember last week. Rồi chúng ta sẽ coi bức tranh nào sẽ là vị trí số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 nhé. Rồi, đầu tiên trước khi mình sắp xếp thì mình sẽ viết những cái câu này lại cho thành một cái câu hoàn chỉnh nha các bạn. Rồi, picture A, cô sẽ hướng dẫn các bạn làm. Là các bạn có thể ghi là suddenly she tumbled against a rock and fell onto the ground. Picture B, các bạn có thể ghi là she realized her alarm clock did not go off. Picture C, các bạn có thể ghi là strangely the rain stopped as she got to her classroom. Picture D,
She has a math exam on Friday and she got up late. Picture E. As she was leaving home, it started to rain heavily. Picture F and picture G. Her school bag went into a pool and everything got wet. Picture G. Luckily, we had enough time to finish her exam. Picture H. Win tried to run as fast as she could. Đấy. Đây là 8 cái bức tranh ha. Mình sẽ viết lại 8 câu hoàn chỉnh. Rồi, các bạn hãy suy nghĩ, xem lại ha. Rồi viết vào tập 8 câu này cho cô nhé. Rồi, sau khi các bạn ghi vào tập rồi, những cái câu dưới bức tranh rồi, thì bây giờ các bạn sắp xếp đi. À, câu nào sẽ là câu sau tiếp theo cái nội dung là Uyên had a day to remember last week. Câu nào sẽ là number one là các bạn? À, number one sẽ là câu D. She had a math exam on Friday and she got up late. Number two sẽ là câu B. À, C. Realize her alarm clock did not go off. Number three sẽ là câu E, right? As she was leaving home, it started to rain heavily. Number four sẽ là câu H. Uyên tried to run as fast as she could. And number five sẽ là câu I, right? Suddenly, she stumbled against and a rock. And fell onto the road. Number 6 sẽ là câu F. Her school bag went into a pool and everything got wet. Number 7, C, right. Gently, the rain stopped as she got to her classroom. And the last one, number 8 sẽ là câu G. Luckily, Uyên has enough time to finish her exam. Rồi sau khi học bài write rồi thì ở nhà các bạn sẽ làm cho cô thêm một cái bài tập nhỏ ha. Use the following set of words and phrases to write complete sentences. Như vậy cô sẽ cho các bạn 4 câu ha, để các bạn sẽ với từng phần các bạn sẽ sắp xếp lại cho cô thành một cái câu hoàn chỉnh nhé. Rồi sau khi làm bài xong thì các bạn sẽ gửi mail về cho giáo viên của mình ha. Ai học lớp 81, 89 thì gửi về Miss G, 83, 87 sẽ gửi về Miss Hạnh, 84, 88 sẽ gửi về Miss Nga và 82, 85, 86 sẽ gửi về Miss Trang. Right. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học này của cô. Chúc các bạn làm bài thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.